3 năm. Dạ. Vậy mối tình đầu của em là ở Việt Nam hay ở Mỹ? Dạ, mối tình đầu là ở Việt Nam, cái bạn mà em hẹn hò năm em 18 tuổi. À, yeah. Dạ. Cũng không dài lâu đâu, mối tình đầu thì khoảng 6 tháng. Mối tình mà cách đây 3 năm thì khoảng 3 tháng. Rồi có bao giờ bố mẹ đã thấy được người bạn trai nào của em chưa? Chính thức thì chưa. Có dẫn về nhà chưa? Dạ chưa, chính thức thì chưa. Có người yêu chưa? Có người yêu cũ. Dạ. Người yêu cũ vậy, dẫn người yêu cũ về đi. Người yêu cũ rồi dẫn về làm gì nữa chị? Ủa? Ủa sao nghe nó hơi sai sai nha. Mà người yêu cũ ở bên Mỹ nữa. Ủa người yêu cũ là bên Mỹ? Dạ. Em về đây về một mình hả? Thì chia tay rồi thì về một mình thôi. Chia tay rồi thì về một mình thôi. Chia tay rồi thì về một mình thôi. Ủa chị ơi, đã gọi là... Tự nhiên đang nói cái kia tên nhắc tên người yêu cũ chị chả. Đã gọi là chia tay rồi mới gọi là người yêu cũ. Em tên là Nguyễn Khắc Đạt và em 28 tuổi. Bây giờ em đang dạy ở trường múa thành phố Hồ Chí Minh. À, Cưng là thầy dạy múa hả? Dạ. Múa dạ chị nha. Dạ ok chị. Đâu bây giờ chị muốn thử tài nghệ của Đạt không? Đương nhiên rồi. Rồi thế. Chị muốn chiêm ngưỡng. Sao? Anh chị đều rất muốn chiêm ngưỡng những cái bước nhảy múa của em. Đi. Ok, để em múa nha. Okay. Em múa thì ngẫu hứng thôi. Em muốn múa gì múa. Okay. Ok. Cho nhạc đi. Dạ em cảm ơn. Người ta là thầy đó chị. Chị dạ thích rồi đó. Em dạ sinh ra ở đâu hả Đạt? Dạ em sinh ra ở đây, ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đi học múa. Bao nhiêu năm mà Cưng? Dạ em học múa chỉ có 8 năm thôi, em học ở bên Mỹ. 8 năm hả Cưng? Dạ. Twist A đấy. Kỳ này em về là ở đây lâu dài luôn đó chị. Dạ. Là gia đình của Đạt vẫn ở đây đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi anh muốn hỏi về tuổi thơ của Đạt ha. Dạ. Là khi nào hồi bé đó, khi còn là một cậu con trai á, dạ, Đạt có thấy mình khác cậu con trai khác không? Dạ em cũng thấy có à. Tính em chậm hơn mấy bạn trai khác. Mấy bạn trai khác thì chơi mấy trò bắn súng giả giả, thì em chơi nhảy dây với các bạn gái, chơi lò cò, chơi xếp Lego kiểu như vậy. Gọi là ngoại hình hay là cách ứng xử thì nó không có gì khác biệt. Chẳng hạn như em có một người bạn thì bạn đó ứng xử gọi là nữ tính hơn và bị các bạn khác gọi là BD, mà các bạn khác thì không bao giờ gọi mình là BD, cho nên là em ở trong cái vị thế, một cái không gian mà nó trung tính, tức là em không có bị bắt nạt nhiều. Dạ. Rồi lúc đấy em có tự hỏi là bản thân mình là ai không? Giới tính của mình là gì không? Lúc còn nhỏ. Dạ em nghĩ là có. Em cũng hay nghĩ hay mơ màng về các bạn trai, mà hồi đó cũng mơ về các bạn gái nữa. Mơ về bạn gái mơ làm sao Cưng? Thì hồi nhỏ thì cũng coi phim rồi đọc truyện, rồi những cái thấy những cảnh mà trai gái hôn nhau hay là như thế nào thì em cũng thấy sao xuyến như vậy. Sau này có một cái sự việc xảy ra và giống như là nó đã làm cho em tổn thương. Em cảm thấy là mình chỉ còn thích con trai thôi và không còn thích con gái nữa. Em chia sẻ về sự việc đó được không? Dạ được. Cái sự việc đó nó hơi nặng nề một chút. Năm 13 tuổi em bị xâm hại tình dục ở một cái trại hè. Là Cưng bị người ta giống như là... Người ta chỉ dừng ở cái mức là sờ mó em hay là... Người ta có sờ mó em và người ta cởi đồ của em ra và... Nhưng mà người đó là giới tính gì? Là nam. À là người con trai. Dạ. Đấy em không phản ứng lại hả? Em không phản ứng hả? Dạ lúc đó em cũng không biết là mình ở vị trí thế nào. Cái người đó thì lớn tuổi hơn em rất là nhiều. Em không biết nữa, lúc xảy ra thì em cảm thấy hơi hoảng loạn. Và ngày hôm sau thì giống như là em cảm thấy gọi là giống như là mình muốn khóc và mình bị run, một cái chấn động tâm lý kiểu như vậy. Em cảm thấy rất là sợ. Đang, em chưa biết cái giới tính em như thế nào đúng không? Lúc này là chưa biết được giới tính mình là sao. Dạ em nghĩ là như vậy. Tại vì lúc trước đó thì em nghĩ là em vẫn mơ về con trai, vẫn mơ về con gái, vẫn mơ về cả hai giới tính thôi. Nhưng mà sau cái chuyện đó xảy ra thì em cảm thấy là cái việc quan hệ giữa hai người nó là một cái gì nó khá là tồi tệ. Và em cảm giác là em không có làm cái điều đó với bạn nữ được. Chỉ chuyển cái năng lượng của mình về hướng các bạn nam. Bạn nam. Là từ khi mà bị cái anh đó.
Dạ. Rồi sau đó thì em với lại cái người xâm hại em á, là lơ nhau luôn hay là nó có xảy ra nữa không em? Dạ không, tại vì chuyện đó xảy ra một trại hè. Kiểu như là sau cái chuyện đó xảy ra thì ảnh có gọi điện về cho nhà kiểu như là hỏi em như thế nào. Tại vì ảnh sợ là em nói với ba mẹ hay như thế nào, nhưng mà em không có nói. Và sau cái đợt đó là em không biết tung tích về người đó luôn. Mà cắt liên lạc luôn. Dạ, dạ, dạ. Đấy là lần đầu tiên của lần em. Lần đầu tiên. Dạ, dạ. Rồi mất bao lâu để em vượt qua cái khủng hoảng tâm lý đó? Thật ra thì em cũng đang đi tham vấn tâm lý ở Mỹ và ở Việt Nam. Em đi tham vấn và giống như là em cũng cố đào sâu là cái sự việc đó là nó xảy ra như thế nào. Bây giờ thì em cũng quên rất nhiều chi tiết, giống như là em đang cố gắng em nhẹ nó đi. Khi trong cái cuộc việc điều trị em muốn đào lên để nói về cái sự việc đó, bởi vì em nghĩ là giống như cái sự việc đó hình thành nên cái mối quan hệ giữa em với gia đình, và giống như là nó hơi gọi là hơi cách xa một tí. Giống lý do tại sao cách xa? Sau khi cái sự việc đó xảy ra thì em về nhà, cảm xúc của em rất là nhiều, rất là lộn xộn, và em khóc rất là nhiều. Em không biết thế nào để nói với ba mẹ, và giống như là trong người em muốn là mình không nói ra, nhưng mà ba mẹ vẫn phải hiểu. Nhưng mà em không nói ra thì làm sao ba mẹ hiểu? Thì lúc cái đó chuyện đó em không nói làm sao ba mẹ hiểu được. Đúng rồi, đó thì cái suy nghĩ rất là trẻ con thôi, giống như là mình vừa muốn ba mẹ hiểu nhưng mà một mặt khác là mình lại đẩy xa ba mẹ ra. Bố mẹ em có hỏi về vì sao mà em lại trở nên khác biệt sau cái trại hè đó không? Sau cái khoảng thời gian đó thì em chỉ khóc rất nhiều, khóc khoảng một tuần thì ba mẹ cũng có hỏi. Nhưng mà thôi thì em giấu nhẹ, và sau cái khoảng thời gian đó thì giống như là vẫn bình thường với gia đình. Giống như là em không có để ra cái dấu hiệu là mình bị yếu đuối. Thì sau bao lâu thì gia đình phát hiện ra là Đạt có cảm tình với con trai, thích con trai? Cái việc đó thì cũng hơi lộn xộn một tí. Năm em 18 tuổi, em có hẹn hò với một bạn khác, bạn trai đó 17 tuổi, và em dẫn bạn đó về nhà cũng khá là nhiều lần. Em nghĩ là gia đình cũng nghi ngờ. Ba em thì rất là dành công nghệ, và không hiểu làm sao là ba em hack được vào cái blog, hồi đó blog Yahoo của em. Wow. Hoặc là có thể là em đã để quên cái gì đó ở trên đó, và giống như là mở ra thì thấy blog, thì ba đọc được những cái lời tâm sự rất là thầm kín của em. Và ba phát hiện ra đó thì ba gọi em lên và nói chuyện với em. Cái buổi nói chuyện đó cũng để lại cho em rất là nhiều tổn thương. Ba nói giống như là cái chuyện này là không chấp nhận được. Nếu mà em là người đồng tính thì em trong tương lai là em sẽ bị HIVS, kiểu như vậy. Và giống như là sao phải bị HIVS? Ba em nghĩ vậy hả? Giống như là có nhiều người thẳng người ta nghĩ vậy. Nếu là mình là người đồng tính thì mình sẽ bị. Và ba em còn nói giống như là mẹ em nếu mà biết được là mẹ em sẽ buồn. Mà trước khi buổi nói chuyện đó nha, ba em kêu em là tối nay 8 giờ lên phòng khách nói chuyện. Mà lên phòng khách nói chuyện, ba em bắt em là phải mặc đồ gọi là quần tây, áo sơ mi, kiểu như là có một cái gì đó rất là nghiêm trọng á. Xong rồi lên nói thì toàn nói những chuyện đó, và giống như là đã để lại cho em rất là nhiều chấn thương tâm lý. Cái buổi nói chuyện đó là 30-40 phút, và em cảm thấy là rất là giống như một Nặng nề. Dạ, rất là nặng nề. Em nghĩ là đó là lần đầu tiên mà ba em biết. Tại vì ba em đọc blog, không biết là lúc đó là mẹ có biết không. Rồi lúc đấy thì ba em biết nhưng mà không có chấp nhận. Đến khi nào thì ba em mới chấp nhận em? Thật ra thì em cũng không biết là ba có chấp nhận chưa. Thật ra hồi xưa em cũng không có muốn đi du học, nhưng mà sau cái sự việc đó thì em lại muốn đi. Em đi qua Mỹ giống như là một cái cách trốn thoát gia đình á, kiểu như trốn thoát những cái nỗi đau này. Và em không muốn trở về luôn, thật sự là em không muốn trở về. Nhưng mà em trở về là tại vì cái visa của em hết hạn. Khoảng 2 tháng trước khi mà em trở về, mẹ có qua thăm em bên đó. Và em đã bộc trực với mẹ là mẹ ơi, con là người đồng tính, con là người như vậy đó. Cũng mới gần đây thôi đúng không? Dạ, cũng mới gần đây. Rồi khi mà em come out với mẹ thì mọi thứ nó có dễ dàng với em không? Em nghĩ là cũng vừa dễ dàng mà vừa không dễ dàng. Tại vì dễ dàng là giống như em đã sống thật với bản thân bên đó và cảm giác như là mình cần đi đến cái quyết định này để mình come out với mẹ. Nhưng mà không dễ dàng là tại vì em rất sợ là nếu nói ra mà mẹ không chấp nhận thì mình sẽ như thế nào. Mà em sống cuộc sống ở bên đó thì có rất nhiều gia đình từ bỏ con của mình, sẵn sàng từ bỏ con của mình, và bạn đó trở thành những cái người lang thang ngoài đường. Thì em nghĩ là có thể việc đó cũng có thể xảy ra với mình. Và em sợ là khi mà mình nói với mẹ mà mẹ không đồng ý thì mình sẽ bị như thế, mình sẽ bị chơi dơi và mình bị cắt đứt quan hệ với gia đình. Và cũng vì cái nỗi ám ảnh ngày xưa mà ba nói, nếu mà mẹ phát hiện ra thì mẹ sẽ rất buồn. Thì em cứ bị ám ảnh như vậy.
Rồi kết quả của cái buổi come out đấy là sao em? Cái kết quả của cái buổi come out đấy thì cũng hơi là phức tạp. Em chuẩn bị một bài múa đôi với em với một bạn nam khác. Thì trong cái bài múa thì có những cái chi tiết khá là thân mật giữa em với bạn nam đó. Hy vọng là mẹ tới mẹ xem thì mẹ sẽ nghi ngờ và mẹ sẽ hỏi. Mẹ sẽ hỏi thì em sẽ nói thật. Nhưng mà hôm đó thì mẹ đi tour và mẹ không tới kịp bài múa. Em cảm thấy hơi là hụt hẫng, hơi là thất vọng. Và em nghĩ là cái cơ hội come out của mình đã trượt đi rồi. Và em không thể come out được nữa. Nhưng mà tối đó thì mẹ gọi em tới là thôi tới khách sạn mẹ chơi đi rồi nói chuyện. Thì em cũng tới, cũng nói chuyện vui vơ. Rồi mẹ hỏi học hành làm sao. Rồi mẹ kể chuyện gia đình ở nhà. Và trong đầu em thì lúc đó em cứ nghĩ là bây giờ mình có come out không, có come out không. Mà em cảm thấy rất cảm xúc nó bắt đầu nó dâng trào lên rồi. Lúc đó em muốn nói rồi đúng không? Em muốn kể, em muốn come out cho mẹ luôn. Nhưng mà em có cảm giác như có cái gì đó giữ mình lại. Em không nói được, em không nói được. Và đến cuối buổi thì em cũng nghĩ là thôi mình đi về thôi. Và em bật lấy điện thoại, em đặt một chiếc Uber để về nhà. Đặt một chiếc Uber thì Uber lúc đó thì thời gian chờ là 7 phút. Là trong quãng thời gian đó. Và em cứ nghĩ là thôi 7 phút nữa là mình đi về thôi. Nhưng mà lúc đó thì cảm giác là bứt rứt và không chịu được nữa. Và em bắt đầu nói. Và lúc em nói làm sao với mẹ? Em nhớ là em nói là mẹ ơi con có cái này mong cung nói với mẹ. Và khi mẹ bắt nói thì cơ thể của em nó bắt đầu rung lên. Em không có kiềm chế được và em nói là mẹ ơi con là người đồng tính. Mẹ ơi con là người đồng tính. Nói xong á thì tự nhiên là nước mắt trào ra. Nếu vậy thì con về Việt Nam con có thích con gái lại không? Mà trong lúc mà mình lại khóc như vậy, kiểu như là mình kiểu như là nước mắt trào ra và mình nói câu nào cũng như là bị nấc hết á. Lúc mà em lên cái xe thì mẹ nói là thôi bây giờ mẹ muốn con hạnh phúc. Thì tại sao em lại quyết định come out với mẹ này? Ở bên đó thì em bắt đầu sống thật với bản thân hơn. Những cái tác phẩm nghệ thuật mà em làm đều liên quan tới cái vấn đề LGBT của bản thân. Em cũng gọi là tổ chức những cái lễ hội nghệ thuật cho những nghệ sĩ LGBT. Giống như là em bắt đầu cảm thấy như là thật với bản thân hơn. Em không thể nào sống một cái cuộc sống như thế ở bên Mỹ mà lại không cho gia đình biết. Kiểu như em chưa cảm thấy như là trọn vẹn. Là cái cuộc sống bên Mỹ em sống 10 năm á. Dạ. Nó có khác với cuộc sống ở Việt Nam không? Em nghĩ là rất khác. Em nghĩ là rất khác. Về một người đồng tính mà người châu Á như em á, mà sống ở cái bang, một là bang Texas hay là bang Utah, hai cái bang rất là cổ hủ, chế độ gia trưởng rất là mạnh, cảm thấy như là em không được nhìn thấy, em giống như người vô hình. Em đi những quán bar, em đi với bạn thì giống như là em không có được ai để ý. Và lạc lõng em đúng không? Dạ, lạc lõng, tủi thân. Nhưng mà theo chị nghĩ là bên đó là thoải mái ở Việt Nam mà. Cộng đồng LGBT nó thì rất là thoải mái. Mấy bạn đó rất là thoải mái, đi bar rất là thoải mái. Nhưng mà họ không nhìn thấy mình. Tại vì họ có một cái đó là phân biệt chủng tộc mà ngầm. Mà trong những cái bang đó thì rất mạnh. Nếu mà em sống ở bang Cali hay là sống ở bang Washington mà có nhiều người châu Á hơn thì có thể là em có thể không thành người vô hình. Thì đó là cùng một cái vấn đề mà xã hội mà bên Mỹ cũng hay đề cập tới, vấn đề phân biệt chủng tộc. Rồi cái việc học của em ở trong trường á, mọi người có biết em là người đồng tính không? Dạ có, bên đó thì rất là cởi mở cho nên em sống bên đó là mọi người biết hết. Em có gặp phải cái sự kỳ thị nào của những người ở trong môi trường học đường không? Em nghĩ là đây là một cái sự kỳ thị ngầm mà chính các bạn đó cũng không hiểu là các bạn đó có. Vì các bạn đó đối xử với mình rất là tử tế. Nhưng mà nếu mà hỏi là các bạn có muốn hẹn hò với mình không thì 90% là các bạn sẽ không muốn. Thì cái sự kỳ thị đó nó không phải là người ta đối xử rất là tệ bạc với mình, người ta đối xử rất tốt. Nhưng mà mình lại cảm thấy rất là cô đơn và lạc lõng là như vậy. Rồi sau khi em come out rồi và em về Việt Nam, em đoàn tụ gia đình á, thì cuộc sống của em cảm thấy là nó có một cái bức tường giữa em và bố mẹ em hay là tất cả mọi thứ đều thoải mái? Em nghĩ là vẫn còn đó một bức tường. Mọi chuyện thì cũng thoải mái hơn. Em chưa nói thẳng với ba nhưng mà có vẻ như ba đã hiểu. Em nghĩ là mẹ nói với ba, tại vì khi về thì giống như là ba không có hỏi là khi nào là muốn lấy vợ. Ba cũng không có kêu em cắt tóc. Hồi xưa ba rất ghét về tóc dài. Ba đóng cho em một cái tủ giày và ba tự xếp những đôi giày của em vào trong đó. Thì trong cái mượn đôi giày em có rất nhiều đôi giày cao gót. Thì em nghĩ là ba chắc ba biết rồi. Ủa, em mang giày cao gót để đi chơi hay để diễn đã? Đôi lúc đi chơi, đôi lúc đi diễn. Wow. Ủa, vậy em mang giày cao gót, em có mặc đồ con gái không? Dạ có.
Nó gọi là unisex, unisex, unisex hoặc là non-binary, cái phong cách phi nhị giới á. Tức là em không có giả gái, em vẫn giống như là định hình giới tính, em vẫn định hình giới tính của mình là nam, xu hướng tính dục là người đồng tính, nhưng mà cái phong cách thể hiện á, nó là một người là phi nhị giới, thì ba cái đó nó không có liên quan tới nhau. Thì cái phong cách người hiện của em thì đôi lúc nó là phi nhị giới, và em có thể là phần trên em mặc giống như là giống nam, phần dưới thì là giống nữ, hoặc là phần dưới giống nam mà phần trên là giống nữ, kiểu như vậy. Và... sao làm lùng nha. Có mà. Tính của Đạt cũng kiểu rất là nghệ sĩ nữa, nên mấy cái chuyện đó em thấy, với lại em thấy nó cũng phù hợp với Đạt. Tại vì cái đấy không phải ai cũng có thể thể hiện được đâu nha. Nhưng mà anh nghĩ là mấy cái đấy lại hợp với em. Rồi khi em trở về Việt Nam và em thể hiện cái phong cách đó của mình, thì em có thấy, em có nhận phải những cái ánh nhìn rất là hiếu kỳ của người khác không? Dạ có. Khi mà đi với gia đình thì em vẫn tránh mặc cái đồ đó, và em vẫn mặc đồ bình thường như một người đàn ông, chỉ có tóc là dài thôi. Nhưng mà khi mà đi chơi với bạn á, thì em mặc đôi đồ đó rất là rõ ràng, và mỗi lần đi ra khỏi nhà là bắt đầu mọi người nhìn. Hôm nay mặc cái bộ này thôi cũng không có gì nhiều, thay màu hồng chói lóa là bắt đầu mọi người nhìn. Rồi em có thấy khó chịu với nó không Đạt? Dạ không. Em nghĩ là không. Hồi xưa thì có thể là em có, nhưng mà bây giờ thì em giống như là em đã học được cách yêu bản thân hơn. Và cái quá trình mà để tới cái mức yêu bản thân hơn này nó cũng khá là gian khổ. Hồi xưa em đi chơi với vài bạn, mấy bạn hỏi là em có muốn mua áo con gái mặc không, em sẽ bảo là không. Lúc đó thì em cảm thấy là em chưa chấp nhận bản thân. Vậy em có mối tình nào ở bên Mỹ không? Dạ có, mối tình cuối của em cách đây là 2-3 năm. 2-3 năm. Dạ. Vậy mối tình đầu của em là ở Việt Nam hay ở Mỹ? Dạ mối tình đầu là ở Việt Nam, cái bạn mà em hẹn hò năm em 18 tuổi. Dạ. Cũng không dài lâu đâu, mối tình đầu thì khoảng 6 tháng. Tình cách đây 3 năm thì khoảng 3 tháng. Rồi có bao giờ bố mẹ đã thấy được người bạn trai nào của em chưa? Chính thức thì chưa. Có dẫn về nhà chưa? Dạ chưa, chính thức thì chưa. Có người yêu chưa? Có người yêu cũ. Dạ. Người yêu cũ vậy, dẫn người yêu cũ vậy đi. Người yêu cũ rồi dẫn về làm gì nữa chứ? Ủa? Ủa sao nghe nó hơi sai sai nha. Mà người yêu cũ ở bên Mỹ nữa. Ủa người yêu cũ là bên Mỹ? Dạ. Em về đây về một mình hả? Thì chia tay rồi thì về một mình thôi. Chia tay rồi thì về một mình thôi. Chia tay rồi thì về một mình thôi. Ủa chị ơi, đã gọi là... Ở như đang nói cái kia tên nhắc tên người yêu cũ chị chả. Đã gọi là chia tay rồi mới gọi là người yêu cũ. Là chưa có yêu mới luôn. Dạ chưa. Rồi tất cả mà cái chuyện hồi xưa Đạt bị xâm hại á, thì Đạt có phải vượt qua nó trước khi yêu người mới, hay là chính là cái người yêu đã giúp cho Đạt vượt qua cái chuyện đó? Em có cảm giác như mình chưa bao giờ vượt qua cái chuyện đó. Vượt qua những cái chấn thương, rất là nhiều chấn thương. Và khi mà em yêu một ai đó thì em nghĩ là em cần cái người đó giống như là người đó mang trách nhiệm, vừa là ba mẹ mình, vừa là những người bạn tâm giao của mình, vừa là người yêu mình. Chẳng hạn những người yêu cũ, em đến với người đó và em giống như là muốn họ gánh cái trách nhiệm như vậy mà nặng, thì họ không gánh được, và cuối cùng là cuộc tình đổ bể. Sau khi mà đổ bể thì em thấy là cái thế giới của em bị suy sụp. Cái người mà mình muốn là tất cả đã không là tất cả, và bây giờ mình không còn chỗ nào để mà nương tựa, giống như là kiểu như là mình không còn lẽ sống gì nữa. Và thật ra sau cái mối tình đó thì khoảng 3-4 tháng thì em cũng đã có ý định là giống như là em đã tới mức đường cùng, và em cảm thấy là cái công việc của em không có ý nghĩa, cuộc sống không có ý nghĩa. Nhưng mà cái việc khi mà mình để hết trách nhiệm về gọi là giải quyết các vấn đề tâm lý của mình lên vai mọi người khác, thì đương nhiên nó sẽ tạo nên gánh nặng cho họ mà. Dạ đúng rồi. Sau này em có nhận ra cái điều đó và em có thể gọi là tiến bộ bản thân mình lên để đỡ được cái phần đó không? Dạ có. Thì lúc mà chia tay với bạn đó là một cái bước ngoặt rất lớn trong đời của em. Khi mà em đã tới đường cùng rồi thì giống như là em muốn sống nữa thì em phải giải quyết những cái vấn đề này. Thì em bắt đầu giống như là đi tham vấn tâm lý. Sau khi mà mình đã xuống dốc rồi thì em bắt đầu là yêu bản thân hơn. Em bắt đầu là ok, mình có thể mặc đồ nữ, mình tự do thoải mái thể hiện bản thân. Lúc trước mà cái khoảng khoảnh khắc đó thì em rất là kiểu như là chưa chấp nhận bản thân. Chẳng hạn như trong sau khoảng đó thì em, trong cái công việc làm việc nghệ thuật của em á, em sáng tạo những cái bài mà nó có mang tính cá nhân hơn, nó kể chuyện hơn. Lúc trước thì những cái bài đó mang tính trừu tượng khá là nhiều, không có một cảm xúc gì. Sau này thì những cái đó nó mang về trong những cái tác phẩm nghệ thuật của em. Cũng giống như một cách để xử lý cảm xúc mà không có đặt nặng những cái cảm xúc đó lên người khác. Rồi em yêu người đó trong bao lâu hả Đạt?
Em yêu người đó trong vòng 3 tháng thì chia tay. Dạ. 3 tháng? Dạ. Có nhiều cái kỷ niệm mà em không thể quên không? Có một đêm bạn đó lái xe em đến một cái đồi rất là vắng. Chỗ đó tối đen và hai người nằm ở trên giường nhìn sao băng rơi xuống. Dạ, và em cũng có một cái tác phẩm nghệ thuật mặc tên có cái ý đồ sao băng trong đó. Lúc đó thì em rất là hạnh phúc, hạnh phúc. Cảm giác như là nó rất là đơn giản, chỉ nằm ở giữa đường trong đêm tối và ngắm sao băng. Ngắm sao băng các cậu nghĩ nhiều không? Dạ không. Cầu nguyện tình yêu này sẽ ở bên mình hoài. Thấy sao băng mà không chịu cùng. Không có thấy sao băng là không phải ai cũng thấy được. Mà chính vì em thấy sao băng mà em không cầu nguyện nên tình yêu nó không có ở bên em lâu. Rồi em có dự định tương lai gì không? Khi mà em mới về Việt Nam thì cái dự định cho tương lai gần của em là gì? Dạ bây giờ thì giống như là em vẫn còn đang loay hoay với nghề nghiệp, muốn tìm kết nối trong cộng đồng nhiều hơn. Trước khi về thì em có tổ chức một cái lễ hội cho nghệ thuật cho những nghệ sĩ LGBT. Hy vọng là trong tương lai. Dạ, cái lễ hội đó gọi là Queer Spectra. Thì cái lễ hội này là dành cho những nghệ sĩ LGBT là trong tất cả mọi thể loại luôn, là tụi em lấy hết. Hôm đó lễ hội là có nhà thơ, nhà văn, có những người làm phim thể nghiệm, có những nhà làm phim, có những người nghệ sĩ múa, có những người nghệ sĩ kịch. Thì họ nộp đơn vào và tụi em lựa chọn, tụi em làm một cách triển lãm trong vòng một ngày. Nhưng mà em tổ chức ở đâu? Dạ em tổ chức ở bên thành phố Salt Lake, ở bên bang Utah, nơi mà em sống. Dạ, 4 năm cuối khi bên Mỹ. Dạ. Còn dự định về Việt Nam em có định làm những cái buổi biểu diễn như thế không? Dạ có, nhưng mà em nghĩ là em cần thời gian để mà tìm những cái người bạn nghệ sĩ chân chính mà mình có thể hợp tác được. Rồi em có cái ước mơ gì cho bản thân mình trong tương lai, trong cuộc sống? Dạ, ước mơ của em thì bây giờ nó rất là giản đơn. Em chỉ muốn tìm những người bạn chân thật, những kết nối. Hồi xưa em chạy theo danh vọng rất là nhiều. Nhưng mà cũng sau cái đợt đó, em tìm ra được là mình cần những cái mối quan hệ giản đơn. Mình không có cần nhiều tiền bạc, không có cần cuộc sống xa hoa. Dạ, em chỉ cần những người bạn mà mình, hoặc là người yêu mà mình có thể sống tới già và chân thật. Chị và anh Tương thay mặt chương trình sẽ chúc em gặp được một tình yêu mà em đang mong đợi, và chúc em gặp được nhiều bạn tốt để em thực hiện được ước mơ của mình.